Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì vẫn cho phép Phong được cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã mua các tạp chí quốc phòng để tặng cho khách hàng của ông. Quý vị nào có nhu cầu về dược thảo, xin vui lòng liên lạc với bác sĩ Trọng Võ 714-531-2020, 714-531-2020 hoặc vào trang web của bác sĩ là tndượcthảo.com, tndượcthảo.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ vẫn bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là Ngoại trưởng Hungary cho biết là Budapest đang duyệt xét việc tiếp tục ngăn chặn EU hỗ trợ quân sự cho phía của Ukraine. Bản tin mới nhất từ Budapest cho biết thì Ngoại trưởng của Hungary trong ngày thứ tư đã đưa ra lời tiên đoán là quốc gia của ông sẽ tiếp tục ngăn chặn gói hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine, bất kể gần đây là Kiev đã bắt đầu có những cái hành động được xem là khá là tích cực, đó là xóa bỏ cái danh sách mà bảo trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine ra khỏi cái danh sách của ngân hàng của dưa của Hungary. Ngoại trưởng của Hungary là Peter Szijjártó đã cho biết vào ngày thứ hai quyết định bởi cho cái cơ quan của Ukraine đặc trách về chống tham nhũng đã cho xóa bỏ cái ngân hàng gọi là OTP Bank ra khỏi danh sách những quốc gia mà và những công ty đã bảo trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ngoại trưởng của Hungary đã được mời đã mời cái cơ quan gọi là chống tham nhũng của Ukraine tới Budapest để càng sớm càng tốt để thảo luận về danh sách mà cái ngân hàng OTP có thể sẽ đàm phán trong việc thỏa thuận bảo đảm rằng sẽ có cái quyết định được đưa ra trong tương lai, theo lời của Ngoại trưởng của Hungary cho biết. Và nếu đạt được thỏa thuận ở đó, chúng tôi sẽ có thể là duyệt xét là cái bước cần thiết về phần của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông ngoại trưởng này đã đưa ra trong cuộc họp báo. Ukraine đã đưa ngân hàng OTP vào danh sách bảo trợ cho cuộc chiến vào tháng 5 để phản ứng với lại việc mà cái chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, và trong đó chính quyền của Hungary gần như là không có gọi là ủng hộ mạnh mẽ cho phía của Ukraine. Tuy nhiên thì phía Hungary đã ngăn chặn khối EU là Nga gói một cái gói hỗ trợ quân sự dành cho Kiev lên tới 500 triệu đồng euro vào tháng 5 và cam kết rằng họ sẽ không rút lại cái quyền phủ quyết cho tới khi nào mà ngân hàng OTP được xóa khỏi danh sách này. Đây được xem là cuộc căng thẳng giữa phía Hungary và phía của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì Hoa Kỳ gửi tất cả những đạn dược và vũ khí mà họ tịch thu của Iran để chuyển giao cho phía của Ukraine. Bản tin từ Washington cho biết trên 1 triệu mà viên đạn mà tịch thu từ Iran đã vào năm ngoái của Hoa Kỳ đã được gửi cho Ukraine để hỗ trợ cho việc mà họ chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Trung tâm chỉ huy cho biết những loại vũ khí này đã được tịch thu từ cái nhóm Hồi giáo Houthi ở Yemen vào tháng 7, và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một cái motion trong đó nói rằng có tới hàng ngàn khẩu súng và trường và hàng trăm khẩu súng máy cũng như là các cái bệ phóng đạn rocket trên vai và khoảng 700 viên đạn lớn nhỏ khác nhau khi mà Hoa Kỳ ngăn chặn tất cả những chiếc tàu của Iran chở vũ khí cho Yemen đã bị bắt giữ và bị tịch thu. Và motion này cho phép phía Hoa Kỳ có thể kiểm soát tất cả những loại vũ khí này và gửi cho Ukraine, và trước đó đã được chứa ở trong các kho của Hoa Kỳ ở xung quanh khu vực của Trung Đông. Tổng cộng là có 1.1 triệu viên đạn 7.62 ly và trong đó sẽ được gửi cho lực lượng quân sự của Ukraine, vốn đã bị tịch thu bởi Trung tâm Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực Trung Đông theo tường trình từ tháng 12. Và theo tường trình của Bộ Quốc phòng cho biết thì Hoa Kỳ sẽ đã gửi cho Ukraine tổng cộng là 300 triệu viên đạn lớn nhỏ khác nhau kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, và việc chuyển này sẽ diễn ra trong vài tháng giữa lúc mà chính quyền Joe Biden đang gia tăng với việc giới hạn cái nỗ lực của ông ta hỗ trợ cho Ukraine. Trong cuối tuần qua thì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một cái nghị quyết tạm thời mà trong đó cho phép chính phủ có thể hoạt động với cái ngân sách 45 ngày, tuy nhiên lại không có một đồng nào dành cho Ukraine, và phía đảng Dân Chủ kiểm soát tại Thượng viện đã đưa ra một cái ngân sách dự tính là 6 tỷ Mỹ Kim nằm trong cái ngân sách gọi là SIA. Tuy nhiên thì nó đã không được phía Đảng Cộng Hòa chấp nhận. Và hiện nay thì gần như là phía Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang có những cái cuộc căng thẳng liên quan tới vấn đề tài trợ cho Ukraine. Và phía Bộ Quốc phòng cho biết rằng là
Hoa Kỳ đã có khoảng 5.4 tỷ Mỹ kim chỉ còn sót lại trong cái ngân sách mà tài trợ cho Ukraine, và chỉ còn 16 tỷ trong tổng số tất cả những cái cần thiết để hỗ trợ cho Ukraine, và còn thiếu khoảng 4 tỷ, và phía Ngũ Giác Đài đang mong muốn là sẽ có thêm ngân sách này để hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine. Cùng một lượt thì Joe Biden tuyên bố sẽ có một bài diễn văn liên quan tới vấn đề áp lực quốc hội để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Đối diện với tình trạng bế tắc khi mà đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện đã ngưng lại và đang duyệt xét lại cái chính sách hỗ trợ cho Ukraine, ông Tổng thống Joe Biden trong ngày thứ Tư nói rằng ông dự tính là sẽ có một bài diễn văn, và trong đó tiên đoán rằng sẽ có những cái ý nghĩa khác nhằm cung cấp cho Kiev nếu quốc hội tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Tôi sẽ loan báo rất ngắn về một cái bài diễn văn của tôi, và tôi sẽ đưa ra vấn đề này và tại sao nó là tầm quan trọng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta để chúng ta giữ lời cam kết với Ukraine. Đó là lời phát biểu của ông Biden đã phát biểu với các thông tín viên ở bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc vẫn chưa cho biết là ông Joe Biden sẽ nói những gì. Tuy nhiên, ông Tổng thống này đã lên tiếng và nói rằng ông ta vẫn tiếp tục tìm cách gọi là thuyết phục quốc hội nhằm hỗ trợ tiếp quân sự cho phía của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Và có một những đường hướng khác mà chúng ta có nghĩ rằng là có thể kiếm được những nguồn tài trợ từ phía quốc hội. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nói được cái điều đó trong bây giờ. Đó là lời phát biểu của ông ta đưa ra. Hỗ trợ cho Ukraine đã trở thành sự căng thẳng của đảng Cộng Hòa và kể cả đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện trong việc có cái gói cứu trợ quân sự cho phía của Ukraine. Và ông này cho biết rằng là ông rất là lo ngại tình trạng này có thể dẫn tới một cái sự thiếu hụt dành cho Ukraine. Trong đó thì phía của Hạ viện đã thông qua cái ngân sách 45 ngày và trong đó họ loại trừ 13 tỷ Mỹ kim hỗ trợ thêm cái ngân sách cho phía của Ukraine mà ông Joe Biden đã yêu cầu từ hồi tháng trước. Và điều này đã dẫn tới việc mà Tòa Bạch Ốc lo ngại là sẽ thiếu hụt cái khả năng tài chính để hỗ trợ cho Ukraine. Thỏa thuận này đã tiếp tục giữ cho phía chính quyền của Hoa Kỳ tiếp tục có được mở cửa cho tới ngày 17 tháng 11. Ngay sau đó thì ông Kevin McCarthy, vốn là cựu chủ tịch quốc hội, đã bị gọi là tước khỏi chức chủ tịch này sau khi mà ông Mark Gaetz, là dân biểu của Florida, đã đệ trình một cái motion và đòi tước bỏ chức chủ tịch của ông ta. Và hiện nay thì một dân biểu khác là ông Patrick McHenry đã trở thành tân quyền chủ tịch quốc hội và sẽ có một cái cuộc tuyển chọn trong những cái chức chủ tịch quốc hội ở trong tháng thứ ba tuần tới. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới việc mà hỗ trợ cho Ukraine. Và trong đó, ông Joe Biden cho biết là sẽ kêu gọi thêm và sẽ có một cái đường hướng để thuyết phục quốc hội. Trong khi đó, ông ta đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh tại Âu Châu, Nhật Bản và Canada tiếp tục cùng với Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới Ukraine ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Giuliani đã khởi kiện Joe Biden về tội phỉ báng. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu thị trưởng thành phố New York là ông Rudy Giuliani đã chính thức kiện ông Tổng thống Joe Biden về tội phỉ báng vào ngày thứ Tư. Trong đó có hai lời phát biểu năm 2020 mà gán nhãn cho ông Giuliani là một kẻ có thân thiện với Nga. Đơn kiện này đã được nộp tại tiểu bang New Hampshire và trong đó với 16 trang đã đề đích danh tên của ông Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông ta, cùng với 4 ủy ban gây quỹ và là các bị cáo. Và theo tường trình của đơn kiện thì Joe Biden đã đưa ra bản statement ngày 22 tháng 10 năm 2020 trong lúc mà ông ta đang vận động tranh cử tổng thống và có lời phát biểu nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump. Ông Biden đã cố tình liên hệ ông Giuliani và phía của Nga trong lời và hỏi về việc mà ngoại quốc xen vào cuộc bầu cử và đơn kiện cho biết như trên. Và ông Biden nói rằng, well, tôi không thể nói, tôi sẽ nói. Nhưng mà người thân của ông Trump, tức là Rudy Giuliani, là một kẻ gần như là được sử dụng bởi cái lực lượng của Nga. Ông ta đã trở thành một cái nơi phát tán tất cả thông tin của Nga. Và đó không phải là sự thật. Đây là lời trả lời của ông Joe Biden đã đưa ra. Và đơn kiện này cáo buộc ông Biden đã biết rõ là việc mà gọi là tìm cách gây bất lợi cũng như là triệt hạ uy tín của ông Giuliani khi mà họ nói rằng là ông đã làm việc cho phía của Nga. Và sau đó thì phía của chính quyền của ông, phía ông Trump đã đưa lên cái vấn đề của laptop của Hunter Biden và ông Joe Biden bác bỏ và nói rằng đây là ông Giuliani đã cố tình phát tán những tin giả từ phía của Nga liên quan tới con trai của ông ta. Đây được xem là một trong những cái đơn kiện mà ông Giuliani đã nhắm vào ông Joe Biden khi vận động tranh cử và ông ta tìm cách gọi là bào chữa cho cái laptop con trai của ông ta và cho rằng câu chuyện này là câu chuyện do phía Nga dựng ra và thông qua Rudy Giuliani để mà phát tán trong thị trường Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, liên quan tới cái ghế chủ tịch Hạ viện, hai dân biểu chính thức là ông Jim Jordan và Steve Scalise đã bắt đầu tuyên bố sẽ bước vào cuộc chạy đua làm chủ tịch của Hạ viện. Với sau khi mà ông Kevin McCarthy đã bị đẩy ra khỏi chức chủ tịch của Hạ viện vào ngày 3 tây tháng 10, thì dân biểu Jim Jordan, chủ tịch của Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện và chủ tịch khối đa số tại Hạ viện là ông dân biểu Steve Scalise, là hai người đầu tiên đã bắt đầu chính thức bước vào cuộc đua để có thể tranh chức chủ tịch của Hạ viện. Sau khi mà có cái cuộc bỏ phiếu với 216 trên 210 vào ngày 3 tây tháng 10, với 8 thành viên của Đảng Cộng hòa đã cùng với lại 208 thành viên của Đảng Dân chủ bỏ phiếu, thì ông McCarthy đã bị đẩy ra khỏi cái chức vụ chủ tịch của Hạ viện, và ông loan báo ngay sau đó là ông ta sẽ không quyết định tái tranh cử lại chức chủ tịch của Hạ viện và vẫn chưa biết là ông ta vẫn tiếp tục ở lại Quốc hội hay không. Trong khi đó thì ông Patrick McHenry, vốn là người phó chủ tịch Hạ viện, đã chính thức trở thành chủ tịch tạm thời của Hạ viện. Và hiện nay thì ông Jim Jordan nói với các thông tin viên vào ngày 4 tây là ông có thể ra tranh vào cái chức chủ tịch của Hạ viện. Ông Jordan, người đã có mặt ở tại Quốc hội Hoa Kỳ từ năm 2007 và đã từng được đề cử làm chủ tịch của Hạ viện vào tháng Giêng, tuy nhiên thì ông vẫn không có hứng thú với cái ghế này và nhường lại cho ông McCarthy. Và bên cạnh đó thì ông đã viết trong một lá thư cho các đồng nghiệp ở trên toàn quốc và nói rằng đây là thời gian mà Đảng Cộng hòa cần phải đứng chung để giữ lời cam kết với người dân Hoa Kỳ. Vấn đề chúng ta phải đối diện là những thách thức, và họ không phải chỉ là đơn giản. Chúng ta cần phải tập trung vào những thách thức và cải thiện quốc gia cũng như đoàn kết chúng ta để có một cái giải pháp thật sự. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta đang làm, chúng ta đã phải làm chung với nhau trong một cái hội nghị, và tôi tôn trọng tất cả các cái sự ủng hộ cho bất kỳ một ai ngồi trên chức chủ tịch của Hạ viện. Đó là lời phát biểu của ông đưa ra. Tuy nhiên thì trong lá thư này ông nói rằng thời gian không còn chậm lại và chúng ta cần phải có một cái sự thống nhất, và trong đó thì ông cũng đã đưa ra lời tuyên bố là sẽ bước vào cuộc tranh đua chức chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó thì chủ tịch của khối đa số là ông Steve McCaliff vốn đã có một cái vấn đề sức khỏe cá nhân. Ông đã bị bắn năm 2017 và một ngày trước khi mà có cái phiên họp của Quốc hội, và sau đó thì ông đã trở thành một trong những nhân vật quyền lực của Đảng Cộng hòa và nhân vật số 2 sau chức chủ tịch của Hạ viện. Và ông Steve McCaliff hiện nay là vừa mới giải phẫu xong về bệnh cancer, và bây giờ ông đã chính thức đã bắt đầu bước vào cuộc đua. Những nhân vật còn lại là White Thomas Emmer của Đảng Cộng hòa tại Minnesota và chủ tịch của hội nghị Đảng Cộng hòa trên Hạ viện là bà Alice Stefanik, cũng sẽ là những người mà có thể trở thành người tiềm năng. Trong khi đó thì ông dân biểu Kevin Hurt, được xem là chủ tịch của Ủy ban nghiên cứu Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện, tuyên bố là ông sẽ không ra tranh chức chủ tịch của Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cùng một lượt thì sau khi có cái lời đề cử từ một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cựu Tổng thống Trump cho biết ông cũng không loại trừ việc trở thành chủ tịch của Hạ viện. Trong lúc mà cựu Tổng thống Trump tuyên bố là ông sẽ tập trung vào việc chạy đua vào ghế Tổng thống, tuy nhiên ông cũng không loại trừ việc trở thành chủ tịch của Hạ viện trong ngày thứ Tư. Có rất nhiều người đã gọi tôi về vấn đề gọi là làm chủ tịch của Hạ viện. Ông Trump đã nói với các thông tín viên trước khi mà ông bước vào phiên tòa án ngày thứ Ba trong cái phiên tòa dân sự nhắm vào ông. Và tôi có thể nói rằng chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ cho quốc gia của chúng tôi và cho Đảng Cộng hòa. Và chúng ta đã có những người dân rất tuyệt vời. Và khi mà các phóng viên hỏi ông Trump là ông có loại trừ việc trở thành chủ tịch của Hạ viện nếu ông được yêu cầu hay không, và có rất nhiều người đã yêu cầu điều này. Có rất nhiều người đã hỏi tôi điều này. Tôi đang tập trung, quý vị đã biết là tôi đang dẫn đầu trong cuộc đua, và tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ không nhìn thấy nhiều trên giấy tờ. Tuy nhiên, chúng ta đã dẫn trước 50 điểm trong cái vai trò tổng thống, và tôi hiện nay toàn bộ thời gian của tôi là tập trung vào vấn đề tranh cử tổng thống. Trong khi đó thì phía Hạ viện đã không có đưa ra một cái giới hạn nào cho những người mà không phải thành viên của Hạ viện có thể được bổ nhiệm hoặc là được chọn làm chủ tịch của Hạ viện. Và ông Trump dường như là không phải là lần đầu tiên. Đầu tháng Giêng thì một số dân biểu của Hạ viện cũng đã kêu tên ông, đề tên ông trong vai trò là chủ tịch của Hạ viện. Nếu tôi có thể giúp đỡ họ trong tiến trình này, tôi sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, chúng ta đã có rất nhiều những người tuyệt vời ở trong Đảng Cộng hòa và có thể làm cái công việc tuyệt vời là một chủ tịch của Hạ viện. Đó là lời phát biểu của ông. Bà dân biểu Marjorie Taylor Greene của Đảng Cộng hòa và một số những người mà ông Trump hậu thuẫn ở trên sàn Hạ viện đã từng đề tên của ông.
Tôi nghĩ rằng bà ta là một người phụ nữ tuyệt vời. Tuy nhiên thì có rất nhiều người đã gọi tôi và nói điều này. Tuy nhiên thì tôi vẫn đang tập trung vào cái vấn đề tranh cử, và chúng ta cần nhất là phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây là điều mà chúng ta đang đối diện với sự thách thức. Đó là lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump cho biết như trên. Mặc dù tập trung vào vấn đề tranh cử Tổng thống, nhưng ông cũng không loại trừ việc có thể trở thành chủ tịch của Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và giữa lúc mà các người đang đồn đoán rằng ai sẽ là chủ tịch Hạ viện, một cuộc thăm dò mới nhất bất ngờ và bất ngờ vô cùng. Đó là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số những người dân lại muốn một người khác làm chủ tịch của Hạ viện. Đó là ông Newt Gingrich. Ông Newt Gingrich, người đã từng là chủ tịch của Hạ viện từ năm 1995 đến năm 1999, gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ cái số khối cử tri của Đảng Cộng hòa trong việc mà thay thế vị trí của ông Kevin McCarthy. Theo cuộc thăm dò mới nhất vừa được công bố vào ngày hôm nay, ông Gingrich được 53% trong tổng số 850 người ở trong cái cuộc thăm dò của Insider Advantage đã đưa ra vào ngày thứ ba. Trong đó thì ông dẫn trước 42 điểm so với những người cạnh tranh là ông Jim Jordan ở Ohio, theo tường trình cho biết như trên. Mặc dù ông Newt Gingrich đã rời khỏi công chúng trong nhiều năm, tuy nhiên ông vẫn là một nhân vật được xem là đặng ký và được uy thế ở trong Đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump, người đã tuyên bố là tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống, tuy nhiên không loại trừ việc ông trở thành chủ tịch của Hạ viện, đã không nằm trong danh sách của cuộc thăm dò này. Và trong quá khứ thì ông vẫn không có ý định là ngồi vào ghế vị trí này. Cuộc thăm dò kết quả cho thấy là ông Newt Gingrich được 53%, ông Jim Jordan được 11%, ông Steve Scalise được 3%, ông Tom Emmer được 2%, bà Alice Stefanik được 2%, Tom Cole được 1%, Gareth Graff được 1% và những người khác chưa quyết định là 27%. Cuộc thăm dò này với mức sai biệt là 3.36% cộng trừ, và ông Newt Gingrich trong ngày thứ ba đã lên tiếng chỉ trích ông Mark Gaetz, người đã điền cái motion để mà truất phế ông McCarthy. Ông lên tiếng và nói rằng ông McCarthy tuy có vấn đề, tuy nhiên vẫn là một người đủ bản lãnh. Gaetz đã đi quá xa và trở thành một kịch tính. Anh ta đã phá hủy tất cả khả năng của Đảng Cộng hòa về việc quản trị, và điều này không tốt và sẽ là một thảm kịch. Đó là lời phát biểu của ông Newt Gingrich đã đưa ra. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới chức chủ tịch Hạ viện. Ai sẽ là người thay thế vị trí của Kevin McCarthy? Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo của tuần báo Newsweek cho thấy rằng là FBI đã tìm cách gọi là để ý tới tất cả những người ủng hộ cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Bản báo cáo mới nhất của tuần báo Newsweek cho biết là cơ quan FBI trong thời gian gần đây đã âm thầm và bí mật nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump trong việc mà họ nói rằng sẽ đối phó với tất cả những cái bạo động hay là những cuộc gọi là nội chiến trước cuộc bầu cử năm 2024. Bản báo cáo này đã được tờ Newsweek đưa ra vào ngày thứ Tư, trong đó có hàng chục cựu viên chức của chính quyền, những người được xem là đặc trách về cái gọi là chống khủng bố. Trong 3 tháng điều tra, họ mô tả là đang điều tra về cái gọi là Domestic Security Landscape, mà ông Joe Biden thường gọi đây là Domestic Terrorist, tức là những cái người mà ông ta gọi là khủng bố nội địa. Và một viên chức gần đây của FBI đã yêu cầu giấu tên, nói với đài tờ báo Newsweek là cơ quan này đang tìm cách xóa đi tất cả những cái biến cố tương tự như ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, phải bảo vệ cái quyền hiến pháp của người dân Hoa Kỳ về quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình tại Hoa Kỳ. Trong đó thì các giới chức cho biết họ tập trung nhắm vào những người ủng hộ cho ông Trump, và FBI gần như là chỉ nhắm vào những người ủng hộ cho ông Trump nhiều hơn so với những người khác. Trước đó thì ông Joe Biden đã từng lên tiếng và gán nhãn cho những người ủng hộ ông Trump và phong trào MAGA là gây nguy hiểm cho nước Mỹ. Donald Trump và MAGA Republican, tức là những người Cộng hòa MAGA, đang đe dọa tới cái đất nước của chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông Joe Biden đưa ra ngày 1 tây tháng 9 năm 2022 trên trang Platform X, nay gọi là trước đó gọi là Twitter. Và trong lời phát biểu tại cái câu lạc bộ Columbus ở tại DC vào ngày 2 tây tháng 11, ông ta nói rằng những kẻ MAGA cực đoan Đảng Cộng hòa không đặt câu hỏi về tính chất của những cuộc bầu cử trong quá khứ và những cuộc bầu cử trong tương lai. Đây được xem là những lời gần như là kích động của Joe Biden nhắm vào các người ủng hộ cho FBI. Và cho tới tháng 10 năm 2022, FBI đã tạo ra một cái đơn vị mới gọi là AGAF,
AGAVE, tức là AGAVE order. Trong đó thì họ nhắm vào cả những cái mà họ nói rằng chống lại chính quyền, chống lại và có những hành động bạo động chống lại chính quyền, hoặc là đe dọa tới chính quyền, phá hủy hoặc lực lượng dân quân, hoặc là gọi là công dân chủ quyền, vân vân. Và những ngôn ngữ này dường như là họ ám chỉ tất cả nhắm vào thành phần MAGA, mặc dù phía FBI tuyên bố là sẽ nhắm vào tất cả, không những là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, mà những ai có khuynh hướng bạo động hoặc có khuynh hướng gọi là chủ quyền công dân bạo động, vân vân, hay là thành lập những nhóm dân quân, vân vân. Và FBI nói rằng là họ không giới hạn trong cái vấn đề mà những người ủng hộ cho Trump. Tuy nhiên, viên chức của FBI đã giấu tên và nói rằng hiện nay thì cái lực lượng của Trump được xem là đe dọa về bạo động nhất ở trên toàn quốc và lớn nhất, và FBI sẽ tập trung vào vấn đề này. Đây được xem là một trong những cái mục tiêu của FBI nhắm vào tất cả những người ủng hộ cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bất kể các cái cuộc đàn áp của chính quyền Joe Biden và FBI nhắm vào ông Trump, lượng ủng hộ của ông Biden vẫn khá mạnh. Và trong cuộc thăm dò mới nhất của tờ báo cực tả là Boston Globe cho thấy, ông Trump đã dẫn trước 30 điểm ở tại tiểu bang New Hampshire. Cựu Tổng thống Trump đã dẫn trước 30 điểm so với cái đối thủ gần nhất của ông ở tại New Hampshire là gần 30 điểm, theo cuộc thăm dò mới nhất của Suffolk University phối hợp với lại Boston Globe và tờ USA Today đưa ra. Thêm vào đó, đa số những người ủng hộ của ông ở tiểu bang này chỉ có một cái cơ hội là thay đổi cái lá phiếu của họ. Ông Trump vẫn dẫn trước tất cả những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Trong đó thì người đứng thứ nhì lại là bà Nikki Haley, 19% được là gần gũi với ông nhất. Trong khi đó thì các nhân vật khác được xem là thấp hơn. Theo tường trình cho biết thì 58% các cử tri sơ bộ tin rằng Hoa Kỳ cần phải có chấm dứt cái tình trạng gọi là sinh tại Hoa Kỳ để có công dân. Đây là một trong những cái trò những quốc gia nước ngoài vẫn thường đem người có bầu vào Hoa Kỳ sanh con và trở thành công dân của Hoa Kỳ. 61% tin rằng vấn đề khí hậu toàn cầu không phải là chuyện nghiêm trọng. 71% lo ngại là vấn đề đường hướng của các trường công lập dạy về vấn đề gọi là phân biệt chủng tộc hay là vấn đề về giới tính tình dục. Trong đó thì nhiều người đã lên tiếng và nói rằng họ vẫn ủng hộ cho ông Trump một cách tuyệt đối. Và các cử tri đảng Cộng Hòa sơ bộ ở tại New Hampshire, 59% nói rằng họ có thể chọn một ứng cử viên mà họ hậu thuẫn. Trong đó 39% nói rằng họ sẽ chọn trước khi có cuộc bầu cử sơ bộ. Và trong đó ông Trump là người chiếm cao nhất, 84% nói rằng họ đã quyết định lá phiếu của họ. Và hiện nay thì gần như là ông dẫn trước tất cả mọi người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, phong trào No Label đã yêu cầu cái cơ quan chủ tịch của đảng Dân Chủ trên toàn quốc là không nên xen vào công việc của họ sau lời phát biểu của ông Joe Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì một nhóm gồm có lưỡng đảng và đang là một cái phong trào có tên gọi là phong trào No Label, có nghĩa là một cái đảng mới đã xuất hiện ở trên chính trường Hoa Kỳ, và họ đã lên tiếng và viết thư chính thức cho đảng Dân Chủ Trung ương về những gì mà ông Joe Biden nói, và nói rằng không nên xen vào công việc của họ. Lãnh đạo của No Labels vốn là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Connecticut, ông Joe Lieberman, và cựu thống đốc của tiểu bang Missouri là Jay Nixon, và cựu lãnh đạo của cơ quan NAACP là Benjamin Chavis Jr. đã viết trong một lá thư mở rộng gửi cho đảng Dân Chủ Trung ương. Trong đó họ chỉ ra những ngày gần đây, ông Joe Biden đã tìm cách có những cái quyền gọi là xen vào công việc của họ. Chúng tôi thúc giục quý vị là nên nói với lãnh đạo của đảng Dân Chủ Trung ương và ủy ban là nên chấm dứt tình trạng mà giới hạn hay là tìm cách tấn công vào phong trào No Labor. Ba vị lãnh đạo này đã viết như trên. Chúng tôi thúc giục quý vị và các lãnh đạo trên toàn quốc của quý vị không nên có hành động đe dọa tới tất cả những cái hoạt động về quyền tự do của chúng tôi ở trong một cái xã hội dân chủ. Và trong cuộc phỏng vấn với lại ProPublica trong ngày 1 tháng 10, ông Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng là đảng No Labor không nên đưa bất kỳ ai ra tranh cử, và đó sẽ là lỗi lầm lớn bởi vì sẽ tạo chiến thắng cho ông Trump. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của ông Tổng thống Joe Biden đưa ra. Và No Labor đã bắt đầu chiến dịch và họ sẽ có một ứng cử viên, và trong đó họ nói rằng sẽ có một cái lá phiếu dành cho ứng cử viên mà có thể đoàn kết quốc gia và trong cuộc bầu cử năm tới. Và điều này nếu như mà ông Joe Biden tái đấu lại với ông Trump. Nhóm này cho biết họ đã có được 11 tiểu bang chấp thuận cho tên của họ ở trên lá phiếu bầu, trong đó bao gồm luôn Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Nevada, North Carolina, Oregon, South Dakota và Utah.
Trong lá thư gửi động mở gửi cho Ủy ban Trung ương của Đảng Dân Chủ nói rằng là việc này là cái việc riêng của đảng No Label và không nên có hành động gọi là xen vào công việc của đảng No Label. Đây được xem là một trong những cái lá thư của đảng này đã gửi ra cho Đảng Dân Chủ Trung ương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bất kể Trung Quốc đã có hành động chính trị nhằm trừng phạt và ngăn cấm nhập cảng hải sản từ phía Nhật Bản kể từ khi mà Nhật Bản đã bắt đầu thải chất thải nguyên tử ở nhà máy Fukushima ra ngoài biển Thái Bình Dương và dẫn tới việc Trung Quốc đã cấm cửa tất cả những hải sản của Trung Quốc. Tuy nhiên thì tình hình thực tế lại ngược lại. Trong đó theo bản báo cáo cho biết thì đài truyền hình NHK nói rằng là bắt đầu từ ngày 29 tây tháng 9, đa số người Trung Quốc đã tràn qua Nhật Bản để du lịch trong cái tuần lễ gọi là Golden Week, tức là tuần lễ vàng, và gần như là họ tìm cách di chuyển tới nước Nhật một cách đông đảo, khiến cho nhiều hãng máy bay Nhật đã không kịp chuyên chở. Trong đó bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 10 thì tất cả những chuyến bay của hãng Nippon Airways đã gia tăng số lượng mỗi tuần bay từ ở phía của Bắc Kinh tới Nhật Bản hay từ Thượng Hải, từ Quảng Châu với tổng cộng là 62 chuyến bay mỗi một tuần lễ hoặc là lên tới 70 và 76 chuyến bay mỗi tuần lễ để mà chở những người Trung Quốc đi du lịch qua Nhật Bản. Bên cạnh đó thì điều đáng quan tâm nhất là việc cấm hải sản của Nhật Bản, nhưng ngư phủ của Trung Quốc lại tiếp cận bờ biển của Nhật Bản và đánh bắt cá trộm ở khu vực này. Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản để đánh bắt cá trộm và tìm cách gọi là đơn phương cấm vận đối với việc kỹ nghệ đánh bắt cá của Nhật. Đó là lời phát biểu của đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật là ông Rob Emanuel đã phát biểu trong ngày 22 tây tháng 9 tại Tokyo và cáo buộc rằng Trung Quốc đang có hành động bức hại kinh tế đối với Nhật Bản. Và theo tường trình của tờ Asahi News cho biết vào ngày 25 tây tháng 9, một tháng sau khi mà Trung Quốc ban lệnh cấm với lại các cái hải sản của Nhật Bản, một số lượng lớn tàu đánh cá của Trung Quốc đã tiếp cận khoảng 1.000 km dọc theo bờ biển ở New Oro City, Hokkaido của Nhật Bản và họ tìm cách đánh bắt cá một cách vô tội vạ tại đây. Và trong đó có khoảng 146 cho tới 167 chiếc tàu mỗi một ngày tìm cách đánh bắt cá trên vùng biển của Nhật Bản. Đây được xem là cái hành động thô bỉ của Cộng sản Trung Quốc, một mặt thì cấm nhập cảng hải sản từ Nhật Bản, tuy nhiên một mặt khác lại xua hàng trăm tàu cá vào biển của Nhật Bản để mà đánh bắt cá. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì một bản tin khá đặc biệt mà khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã phải ngăn cấm một tấm hình rất đơn giản. Đó là hai vận động viên đã ôm nhau và xúc động sau khi mà họ tranh giải Asia Games. Nhưng mà tấm hình này lại bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc nghiêm cấm ở trên mạng xã hội. Sau khi mà tham gia vào cuộc chạy điền kinh 100m thì hai người phụ nữ, tức là hai người thể thao gia của Trung Quốc là ở tại cái giải Asia Games diễn ra tại Hàng Châu bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 10. Người thứ nhất tên là Lin Yuhui và người thứ hai tên là Wu Yanni đã ôm nhau khi mà họ thắng được trong cái cuộc đua chạy đua gọi là điền kinh này. Tuy nhiên, điều khiến cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc phải cấm lại cái tấm hình này bởi vì hai cô này đeo hai con số được xem là nhạy cảm đối với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Đó là con số thứ nhất là con số 6 là con số của cô Linh và con số thứ hai là con số 4 của cô Wu. Hai người đã ôm nhau trở thành con số lục tứ, tức là cái biến cố ngày 4 tây tháng 6 năm 1989 khi Cộng sản Trung Quốc đàn áp toàn bộ Thiên An Môn. Và khi hai cô đứng ôm nhau thì trên ở bên hông mình của hai cô đã đeo con số là 6 là dành cho cô Linh và con số 4 dành cho cô Wu. Việc mà hai người ôm nhau và có hai con số này nhắc đến sự kiện lục tứ, tức là ngày 4 tây tháng 6 năm 1989 khi mà đoàn xe tăng và thiết giáp cũng như quân đội Cộng sản Trung Quốc đã tràn vào cổng quảng trường Thiên An Môn và thảm sát bao nhiêu ta có thể nói là hàng chục ngàn sinh viên có mặt tại đây. Và con số này đã khiến cho nhà cầm quyền Trung Quốc nhạy cảm, mặc dù rằng cô Linh đã thắng được cái huy chương vàng cô đã chạy ở mức là 12.74 giây và cô Wu đã tòa và về thứ hai và không có cô đã không có được trao cái giải thưởng bạc khi mà cô bị disqualified vì lúc mà cô bắt đầu đã nhanh hơn người khác. Tuy nhiên thì việc ôm nhau của hai cô này đã gây ra một cái hình ảnh gọi là nhạy cảm với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và khiến cho tấm hình này đã bị nghiêm cấm ở trên trang Weibo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của
Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, công ty TikTok đã ngưng bán hàng ở tại Indonesia sau khi quốc gia này nghiêm cấm không cho phép chuyển ngân ở trên mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Công ty TikTok, công ty app về video, tuyên bố vào ngày thứ Tư, họ đã ngưng lại tất cả các dịch vụ chuyển ngân và chuyển tiền tại Indonesia sau khi quốc gia này đã nghiêm cấm việc buôn bán trao đổi trên e-commerce ở trên mạng xã hội, tức là buôn bán điện tử trên mạng xã hội. Chúng tôi ưu tiên cho việc đáp ứng tất cả những cái luật địa phương và các quy tắc, và chúng tôi sẽ không có thêm cái việc chuyển ngân cho vấn đề buôn bán điện tử ở trên cái trang TikTok Shop tại Indonesia. Công ty này đã đưa ra thông báo như trên sau khi mà chính quyền của Indonesia đã ra lệnh là nghiêm cấm tất cả những cái việc mà buôn bán online và chuyển ngân online, vì e ngại rằng sẽ gây ảnh hưởng cho các cửa tiệm bán lẻ ở địa phương không thể cạnh tranh nổi với những cửa hàng online. Và điều này đã khiến cho TikTok phải trở ngại, bởi vì Indonesia được xem là một thị trường tiềm năng của TikTok ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Quốc gia này có hơn 250 triệu dân và nhiều người dân đã sử dụng trang mạng TikTok, và luật này đã được ban hành và có hiệu lực vào ngày 4 tây tháng 10 vừa qua, tức là ngày hôm nay. Và hiện nay thì phía của TikTok tuyên bố là họ sẽ không cho phép chuyển ngân ở trên trang TikTok và bán hàng online. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!